Đây, khi mà người dùng người ta đăng ký mua một cái khóa học ấy, thì nó sẽ có phần quản lý đơn hàng, để xây đơn hàng trong admin này. Và trong admin đấy thì em có thể chuyển đổi cái trạng thái. Đây, ví dụ đây là cái những cái trạng thái thì chuyển này, em click vào đây, em chuyển đổi những cái trạng thái của đơn hàng, em chọn hoàn thành. Khi mà em chọn vào hoàn thành ấy thì ở ngoài của người dùng nó sẽ hiển thị hoàn thành này. Khi em click vào đây, lấy tiếp vào đây, đây nó sẽ vào chi tiết, em click vào đây thông tin khóa học yêu này này. Đấy, thì em sẽ có hai tab, thì em sẽ quay sang cái tab này, nhận xét và đánh giá khóa học. Thì ở đây em sẽ có được phần đánh giá khóa học tuyệt vời. Đấy, ở đây là nó sẽ có mấy sao tương ứng này, 5 sao. Ở đây là sao nó không không ăn này, thì anh check lại chỗ này. Đấy, và khi em gửi đánh giá này ở đây thì nó sẽ hiển thị ở đây này. Và cái khóa học này là khóa học gì nhỉ? Đây đấy, anh nhìn thấy nó sẽ có đánh giá ở đây không? Đấy, chú ý ở trong này nhé, phần đăng nhập tài khoản user và user nào mua hàng thì nó sẽ có phần đánh giá ở đây. Để tí nữa anh check em thử nó đang vì sao nó không 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 hover được cái không hover được cái chỗ này. Chỗ này nó sẽ chọn được 1 2 3 4 5 sao nhá. Tí nữa anh fix, anh sẽ gửi. Anh đang fix những phần này trước.